Theo dõi kênh anh từ năm trước, học theo cách ăn uống anh chị, em từ 42 lên 48 kg. Tuy còn hơi ốm nhưng mà tự tin gấp 10 lần. Đúng không? Khi mà các bạn lên được ký các bạn, cả da cả thịt xíu các bạn tự tin lắm, tôi thiệt. Các bạn đi đâu các bạn cũng có thể hất mặt lên. Tại vì bây giờ các bạn là gọi là mặc đồ nó đẩy đà hơn rồi, đặc biệt là những bạn nữ ấy, sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Nha. Các bạn cũng chả cần mua cái gì của tôi, nhiều bạn cũng chả có điều kiện mua đâu, tôi thiệt. Các bạn chỉ cần ăn uống theo cái cách tôi chỉ. Và có những bạn mà thuộc cái những cái trường hợp ví dụ sinh viên, học sinh hay là những cái công nhân làm việc vất vả này kia thì nhiều khi các bạn muốn mua hàng của tôi cũng không bán các bạn. Tôi kêu là đừng có mua, từ từ chừng nào có tiền là tính. Còn bây giờ là cứ ăn uống theo cái cách mình chỉ nha, cải thiện cái nào tiết kiệm nhất mình xài thì như vậy nó lại có hiệu quả các bạn, và cũng chả cần tốn kém gì nhiều nha. Đương nhiên cái việc mà bổ sung thêm dinh dưỡng thực phẩm chức năng thì nó sẽ hiệu quả hơn nhiều nha. Còn nếu mà chúng ta không có thì chúng ta chịu khó ăn trái cây đúng thời điểm, đúng loại nữa, à, chọn những loại rẻ rẻ theo mùa các bạn thì nó cũng sẽ hỗ trợ các bạn khá tốt. Nhưng mà không phải là ăn theo kiểu tráng miệng nha, kiểu như ăn cơm xong ăn trái cây nó không có giá trị nhiều ha. Các bạn ăn theo cái cách mình hướng dẫn và uống nước theo cái cách mình hướng dẫn á thì nhiều khi nó lại hiệu quả hơn rất là nhiều nha. Đó thì cái cách cụ thể như thế nào, ăn uống như thế nào thì mình có hỗ trợ các bạn rồi, các bạn nhắn tin mình thì mình sẽ gửi cho các bạn thôi ha. Quan trọng là các bạn có đủ gọi là tin tưởng và áp dụng hay không thôi nha. Minh Trí đồng hành cùng bạn trên kênh An.